Kondo-san. Ngày xưa, trong khu rừng có một căn nhà nhỏ, có ba chú heo con Honky, Ponky và Minky. Họ sống với mẹ của mình. Honky rất lười biếng, Ponky rất vô ưu, vô lo và dễ dãi. Còn Minky, chú heo nhỏ nhất, thông minh, có chí cầu tiến và là chú heo dũng cảm. Chú đóng vai trò như một người cha trong ngôi nhà. Bất cứ khi nào có vấn đề, mẹ của họ sẽ luôn giải quyết cùng với Minky. Các người anh khác thậm chí không động đến một ngón tay. Mặc dù ba anh em rất khác nhau về tính cách, nhưng họ thật sự rất yêu thương nhau. Những lúc rảnh rỗi, sau khi ăn và ngủ xong, họ thường chơi trốn tìm trong khu rừng. 1, 2, 3, 4, 5. Honky và Ponky luôn chợp mắt ngủ ở nơi họ đang ẩn nấp. Lần nào Minky cũng tìm được các anh, đánh thức họ dậy và bắt được họ. Minky không có lựa chọn nào khác hơn là chấp nhận bản tính hai người anh của chú. Lúc nào em cũng bị không công bằng. Em tìm các anh mệt mỏi lắm. Cho anh ngủ thêm một chút nữa đi mà. Thằng bé phải đi tìm anh cả ngày luôn. Các con à, đừng đi chơi xa nha. Trong rừng nguy hiểm lắm, toàn những con sói đói không à. Honky và Ponky mong mẹ của họ làm hết mọi việc cho họ. Tuy nhiên, Minky luôn giúp đỡ mẹ. Một ngày nọ, chú nói chuyện riêng với mẹ. Mẹ, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Chúng ta lúc nào cũng là người mang củi trong rừng về. Hàng ngày mẹ còn phải cực nhọc nấu nướng cho tụi con. Con nghĩ là các anh và con nên rời khỏi nhà và tự chăm sóc cho bản thân mình. Đừng suy nghĩ như vậy, Minky. Các con là con của mẹ. Mẹ đã quen rồi. Đương nhiên thưa mẹ, nhưng các anh nên học cách có trách nhiệm cũng tốt mà. Mẹ thấy như vậy có đúng không? Hả? Mẹ thấy sao? Mẹ nghĩ con nói đúng, Minky. Vậy sáng mai hãy nói chuyện với các anh của con và thực hiện ý tưởng này đi. Mẹ đã dành dụm một ít tiền cho các con. Mẹ sẽ chia làm 3 phần và giao cho các con. Mỗi người tự xây một căn nhà cho mình để xem như thế nào. Mặc dù các anh của Minky đều bất ngờ trước ý tưởng của mẹ, nhưng ngày hôm sau, cả ba chú heo con đã xách hành lý lên đường để bắt đầu cuộc sống mới của họ. Họ rất hào hứng. Họ chia tay mẹ ở trước cửa. Mẹ ơi, con xin lỗi, lúc nào con cũng làm biếng khiến cho mẹ buồn. Hẹn gặp lại mẹ. Con không bao giờ nghe lời mẹ dạy dỗ khiến cho mẹ buồn. Con xin lỗi, mẹ hãy tha lỗi cho con. Kể từ bây giờ con sẽ ghi nhớ lời mẹ dặn. Tạm biệt mẹ. Mẹ, tụi con đi mẹ đừng buồn. Sau khi con xây nhà xong, con sẽ về đón mẹ. Mẹ bảo trọng. Mẹ của họ rất lo lắng cho các con sẽ gặp phải điều không may trong khu rừng. Nhớ chăm sóc bản thân nha. Cho mẹ biết tình hình của các con và hãy coi chừng những con sói xảo quyệt. Ba chú heo con đi được một lúc và quyết định chọn vị trí xây nhà của họ khá xa căn nhà trước đây. Minky đặc biệt thích như vậy. Chú không tin anh của mình. Chú nghĩ rằng họ thực sự nên học cách tự chăm sóc bản thân và không chạy thẳng về nhà mẹ khi phải đối mặt với vấn đề. Honky là người đầu tiên tìm được vị trí cho nhà của chú. Vì tính lười biếng, chú đã chọn cách xây dễ nhất. Anh sẽ xây nhà bằng cỏ khô. Một khi anh làm xong chiếc giường bằng cỏ khô thì sẽ ấm áp trong suốt mùa đông. Anh không phải làm việc nặng nhọc nữa. Anh cũng sẽ dư được một ít tiền vì xây bằng cỏ khô thì giá rẻ và dễ xây. Ponky cũng làm tương tự như vậy. Em xây nhà bằng gỗ. Em sẽ sơn cho thiệt đẹp luôn. Đây là lựa chọn tốt nhất. Nếu em cho thuê một căn phòng, vậy là không phải làm việc nữa. Em nghĩ xây nhà bằng gỗ cũng dễ thôi mà. Các anh điên rồi sao? Sao xây nhà bằng cỏ khô và bằng gỗ được? Các anh lại chọn cách dễ dàng nhất nữa rồi. Nếu là em sẽ suy nghĩ lại. Em tự chăm sóc cho bản thân nha. Em còn dạy lại anh phải làm gì nữa chứ? Chú heo lùng tịt. Ha 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 ha. Ba chú heo con xây nhà của họ khá gần nhau.
Honky xây xong căn nhà bằng cỏ khô chỉ trong một ngày. Thậm chí chú còn ngủ trên chiếc giường bằng cỏ khô của mình nữa. Còn Honky cũng đã xây xong căn nhà bằng gỗ xù xì của mình. Ơi, căn nhà thật tuyệt đối với mình. Khi nào còn có mái nhà trên đầu thì mình không phải lo lắng gì hết. Minky sẽ xây căn nhà của chú bằng gạch. Đầu tiên, chú heo mang gạch tới và sau đó đào một cái hầm lớn. Kế đó, trong vài ngày tiếp theo, chú đã xây dựng một ngôi nhà tuyệt đẹp bằng gạch và xi măng, có 4 phòng và 1 lò sưởi. Mình sẽ mang nước và gỗ cho người già và chăm sóc khu vườn của họ. Mình sẽ đi chợ giùm họ. Như vậy mình sẽ rất có ích với mọi người. Và mình chắc chắn họ sẽ cho mình thật nhiều thức ăn và một ít tiền thưởng. Đã từ rất lâu, con sói xảo quyệt đã đánh hơi được mùi của ba chú heo con trong rừng. Đầu tiên, hắn tìm đến nhà của Honky. Hàng xóm thân yêu của ta. Xin chào, ta có thể vào trong không? Ta sống ở gần đây. Đây chắc là giọng của con sói mà mẹ đã từng cảnh báo chúng ta. Theo mình biết thì ở gần đây không có hàng xóm nào hết. Ta biết ngươi là ai, con sói gian manh kia, ta sẽ không mở cửa đâu. Con sói rất tức giận. Ra đây mau lên. Hơi thở của ta vô cùng mạnh mẽ. Ta sẽ hít một hơi thật mạnh và thổi bay căn nhà này. Không, nhà ta kiên cố lắm, ngươi không phá hủy được đâu. Con sói lùi lại, hít hơi thật sâu và sau đó hắn dùng hết sức thổi mạnh vào nhà của chú heo. Căn nhà bằng cỏ khô bị thổi bay hoàn toàn. Honky đã thoát được và chạy đến nhà của Minky. Minky, con sói tới nhà anh và thổi bay nhà của anh rồi, anh đã chạy qua nhà em. Anh nghĩ hắn đang tới nhà Honky. Nhanh lên, đóng cửa lại. Ôi không, phải gọi cho anh ấy thông báo ngay lập tức. Alo Minky, anh rời khỏi nhà ngay đi, con sói đang đến chỗ của anh. Alo, Minky hả em? À, em không thấy em rất phiền hay sao? Nhà của anh kiên cố dữ lắm, hắn không có vô được đâu, yên tâm. Thật vậy, con sói không bắt được Honky, nên đang tiến thẳng về phía nhà của Honky. Có ai ở nhà không? Chú heo con, anh trai nhỏ bé của cậu nhờ ta mang quà tới. Mở cửa ra cho ta vô, chúng ta nói chuyện chút được không? Anh ta thà ngủ chứ không có tốn thời gian gửi quà đâu. Hơn nữa anh em của ta gọi điện nói là ngươi sẽ tới. Con sói ngu ngốc, ta sẽ không mở cửa đâu, ngươi đi đi. Ngươi sẽ không mở cửa sao? Vậy thôi, hơi thở của ta vô cùng mạnh mẽ. Ta sẽ thổi tung nhà của ngươi ngay lập tức đó. Không muốn ra về tay không, con sói đã đá vào ngôi nhà một vài cái. Sau đó nó hít một hơi rồi thổi thật mạnh, làm cho căn nhà siêu dẹo và sụp đổ. Honky đã trốn thoát và chạy đến nhà của Minky. Nhanh lên, mở cửa cho anh Minky. Con sói định bắt anh, làm ơn mở cửa cho anh. Minky cũng cho người anh thứ hai vào nhà. Cả ba chú heo run rẩy sợ hãi. Ba anh em ngồi xuống và bắt đầu suy nghĩ. Anh nghĩ tới lượt em rồi Minky, hắn chắc chắn sẽ tới đây. Anh cũng nghĩ như vậy. Chúng ta phải tìm cách cứu bản thân khỏi con sói này mới được. Bằng cách nào? Ba chú heo nhanh chóng lên kế hoạch. Kế hoạch gì đây? Để anh suy nghĩ. Và bắt đầu chờ đợi con sói. Khi con sói đến nhà của Minky, hắn gọi to. Ta biết ba đứa đang ở trong này. Tốt nhất hãy bước ra. Bằng không ta sẽ hít một hơi thật sâu rồi thổi bay căn nhà này luôn. Nhanh lên, ngươi còn đợi gì nữa? Nếu được hãy phá hủy nó. Quay về đi và để chúng tôi yên. Con sói hung dữ bắt đầu đá cánh cửa và bức tường. Có ba ổ khóa cài trên cửa, nhưng ba chú heo nhìn nhau sợ hãi và ôm chặt lấy nhau khi chúng nhìn vào cánh cửa. Con sói đã đá, thổi mạnh nhưng vẫn không phá hủy được căn nhà của Minky. Đột nhiên, con sói nảy ra một ý tưởng. Hắn sẽ vào nhà qua ống khói. Hắn
trèo lên mái nhà bằng một cái thang. Hắn cố ép mình vào ống khói và trượt ngã xuống dưới. Bà chú heo đã chờ đợi khoảnh khắc này. Ngay lập tức, chúng đốt lò sưởi và chờ xem. Vì con sói chưa từng nhìn thấy khói trong ống khói nên không nghĩ là một ngọn lửa. Hắn rời nhanh thẳng xuống ống khói. Hắn đã tự thiêu bản thân. Nhanh như một chiếc máy bay phản lực, hắn leo trở lại lên ống khói trong đau đớn. Nóng quá, cứu ta. Cháy. Cháy rồi. Cháy rồi. Cứu. Cuối cùng con sói cũng đã đi khỏi đây. Hắn sẽ không bao giờ trở lại nữa. Bây giờ đã đến lúc chúng ta đi đón mẹ rồi. Căn nhà của em khá lớn và có phòng cho từng người ở. Em nhớ mẹ quá. Các anh thì sao? Đúng vậy. Anh sẽ không bao giờ làm biếng nữa. Kể từ bây giờ anh sẽ lo việc đi chợ. Anh cũng nhớ mẹ. Và kể từ bây giờ anh sẽ lo làm việc. Anh sẽ trồng trái cây và rau củ để giúp cho mẹ. Phải. Tất cả chúng ta sẽ giúp đỡ mẹ làm việc nhà và để mẹ được nghỉ ngơi. Chúng ta cũng có thể giúp đỡ hàng xóm nữa. Kể từ đó, Honky và Bonky thay đổi rất nhiều. Mọi người bắt đầu noi gương theo Minky thông minh. Với kết thúc tuyệt vời này, họ đón mẹ về với họ và sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một anh chàng tên là Aladdin. Cha anh đã qua đời khi anh còn rất nhỏ, vì vậy anh hiện đang phụ giúp mẹ mình. Anh ta sẽ giúp mọi người trong chợ và cố gắng kiếm được nhiều tiền để mua thức ăn về nhà, vì gia đình anh rất nghèo. Nhưng Aladdin là người rất tốt bụng, vì vậy mọi người rất yêu quý anh. Một ngày nọ, trên đường đi đến chợ, một người đàn ông ăn mặc đẹp với cặp mắt gian ác đến gần anh. Xin chào chàng trai trẻ, tôi cần nhờ cậu giúp đỡ một chuyện. Tôi đã làm rớt chiếc nhẫn của mình vào một cái hố nhỏ ở phía trước. Tôi không thể lấy được, cậu có thể xuống bên dưới và lấy cho tôi hay không? Họ cùng nhau đi về phía mà người đàn ông đã chỉ tới. Cái hố chỉ đủ lớn để Aladdin chui vào. Anh ta rất khó khăn mới vào được cái hố. Bên trong có một cái đèn nhỏ thắp sáng cả hang động. Hang động chứa đầy vàng, tiền và ngọc. Người đàn ông từ trên cao nói xuống: nếu cậu tìm thấy chiếc nhẫn của tôi thì cậu cũng sẽ thấy một cây đèn cũ ở bên cạnh. Tôi muốn cậu mang cả hai thứ đó lên đây. Aladdin đã rất kinh ngạc khi nhìn thấy quang cảnh trong hang. Vì vậy anh ta nghi ngờ việc người đàn ông chỉ muốn lấy một cây đèn cũ và một chiếc nhẫn, trong khi nơi này chứa đầy tiền và trang sức quý báu. Việc này không có nghĩa lý gì hết. Được rồi, mình đi lên thôi. Khi anh ta đang leo lên, người đàn ông hung ác đã mắng anh ta: nhanh lên, đưa cho tôi cây đèn. Không, tôi cần phải ra ngoài trước. Nếu cậu không làm như lời tôi nói, tôi sẽ để cậu ở dưới đó. Đưa cho tôi cây đèn mau. Tôi nói là không, cho tôi ra ngoài trước. Người đàn ông đã rất tức giận và nhốt Aladdin ở đó. Aladdin không biết phải làm gì trong bóng tối, vì vậy anh ta cầm lấy chiếc đèn và đeo chiếc nhẫn vào ngón tay. Đúng lúc đó, khói xanh bay ra và một vị thần xuất hiện trước mặt anh ta. Hoảng sợ, Aladdin trốn ngay lập tức. Đừng sợ, Aladdin. Tôi sẽ giúp cậu. Tôi sẽ cho cậu bất cứ điều gì cậu muốn. Nhưng cậu chỉ có 3 điều ước mà thôi. Xin hãy đưa tôi về nhà. Đây là điều ước đầu tiên của Aladdin. Bỗng dưng, anh thấy mình đang ở trong phòng. Lúc đó, mẹ anh cũng ở trong phòng và hỏi anh: ôi, con vào đây khi nào vậy? Aladdin kể cho mẹ mình biết mọi chuyện đã xảy ra với anh.
Con không ăn gì cả ngày vì những chuyện xảy ra với con. Chúng ta có gì ăn không mẹ? Xin lỗi con trai, nhưng chúng ta không có gì để ăn vì hôm nay con không mang tiền về. Tuyệt vọng ngồi trong một góc nhà, Aladdin muốn dành thời gian để lau sạch cây đèn vì nó rất dơ. Anh ta cầm lấy cây đèn trên tay, và khi anh ta đang chà xát nó, đột nhiên ánh sáng lóe lên từ cây đèn. Hãy nói những gì cậu muốn ở tôi. Thần linh ơi, ông là ai? Ta là thần đèn. Cậu đã cứu ta khỏi tay phù thủy đó. Vì vậy bây giờ mong muốn của cậu chính là mệnh lệnh. Hãy nói những gì cậu muốn ở ta đi. Mẹ tôi và tôi đang đói. Chúng tôi muốn một bàn đầy thức ăn. Ông làm được không? Đột nhiên, một bàn đầy đủ các loại thức ăn khác nhau xuất hiện. Aladdin và mẹ anh đã ăn no cho đến khi họ hoàn toàn hài lòng. Từ ngày đó, nhờ vào cây đèn ma thuật, một cuộc sống rất giàu có và hạnh phúc đang chờ đợi họ. Đó là những gì đang xảy ra. Nhiều năm trôi qua và Aladdin trở thành một chàng trai trưởng thành. Anh đã đến tuổi kết hôn. Mẹ ơi, con muốn lấy vợ. Con trai yêu quý, mẹ vui lắm. Con sẽ lấy được cô gái xinh đẹp nhất và mẹ biết đó là ai. Vị quốc vương có một cô con gái xinh đẹp, cô ấy là Jasmine. Con thấy sao nào? À. Aladdin ngay lập tức đến gặp quốc vương nọ với chiếc rương nhỏ chứa đầy ngọc và nói với ông ấy về ý định của mình. Thưa quốc vương, với sự cho phép của ngài, tôi muốn kết hôn với con gái ngài. Thật không dễ dàng vậy đâu. Cậu có thể đáp ứng yêu cầu của ta không? Bất cứ điều gì ngài yêu cầu, thưa quốc vương. Vậy thì hãy nghe đây. Cậu hãy đi tìm 100 binh lính. Những người lính này sẽ bảo vệ cung điện của ta. Nhưng tất cả bọn họ phải là những người có một trái tim vàng cầm trên tay. Mong muốn của ngài là mệnh lệnh, thưa quốc vương. Aladdin trở về nhà và làm việc này với sự giúp đỡ của thần đèn. Ngày hôm sau, vị quốc vương nhìn thấy trong khu vườn của mình có 100 người lính mang trái tim vàng trong tay. Được, vì cậu đã làm được việc này, ta cũng muốn cậu xây dựng một cung điện tráng lệ cho con gái của ta. Sau đó, ta sẽ đồng ý cho cậu kết hôn. Aladdin ngay lập tức gọi thần đèn. Ông ta vui vẻ làm bất cứ điều gì Aladdin yêu cầu vì anh đã cho ông ta sự tự do. Hãy nói những gì cậu muốn ở ta. Ta muốn có một cung điện tráng lệ cho con gái của quốc vương. Thần đèn đã vỗ tay hai lần và một cung điện lớn xuất hiện bên cạnh nhà của họ. Vì tất cả các yêu cầu của quốc vương đã được hoàn thành nên ông ấy chấp thuận. Họ đã có một lễ cưới kéo dài 40 ngày và 40 đêm. Họ chuyển đến cung điện ở. Một ngày nọ, một người bán hàng đi qua trước cung điện. Đèn cũ đi, đèn cũ đi, tôi mua và bán. Mình có thể bán cái đèn cũ này và lấy một cái mới về. Mình nghĩ Aladdin sẽ rất vui mừng. Người bán hàng thật ra là thầy phù thủy mà Aladdin đã gặp khi còn nhỏ. Ông ta lấy cây đèn cũ và đưa cái mới cho Jasmine. Cây đèn thần đã thuộc về ông ta. Vào buổi tối, khi Aladdin trở về nhà, anh nhận thấy cung điện đã biến mất. Anh ta lập tức tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra. Anh đeo chiếc nhẫn ma thuật và gọi người khổng lồ. Hãy nói những gì cậu muốn ở ta, nhưng cậu chỉ còn hai điều ước thôi. Đưa tôi tới chỗ Jasmine, nhanh lên. Anh bất ngờ có mặt trong cung điện. Khi anh đi lên lầu và lén nhìn vào cánh cửa đang mở, anh thấy Jasmine đang phục vụ cho thầy phù thủy. Aladdin buồn bã và chờ đợi Jasmine vào bếp. Khi
cô vào bếp và thấy Aladdin, cô đã rất ngạc nhiên. Aladdin, chuyện gì đang xảy ra? Nàng im lặng và chờ đợi. Ta sẽ cứu nàng. Aladdin đeo chiếc nhẫn vào ngón tay của anh và người khổng lồ xuất hiện trước mặt anh ta. Cậu chỉ còn một điều ước mà thôi. Phải, tôi biết. Đây là mong muốn cuối cùng. Hãy đóng băng thầy phù thủy và biến ông ta thành một bức tượng. Được rồi, ta làm ngay đây. Đột nhiên, thầy phù thủy đóng băng và biến thành một bức tượng. Aladdin lấy lại cây đèn của mình và gọi thần đèn. Hãy nói những gì cậu muốn đi, nhưng đừng bao giờ làm mất ta lần nữa. Hãy đưa chúng tôi về cung điện cũ. Ngoài ra, hãy đưa người đàn ông độc ác này tới một hòn đảo hoang vắng để ông ta không thể làm tổn hại bất kỳ ai. Thần đèn vỗ tay hai lần và cung điện xuất hiện bên cạnh cung điện của họ. Mẹ của Aladdin cũng ở cùng với họ. Aladdin và mẹ kể cho Jasmine biết mọi chuyện. Sau đó, Jasmine, Aladdin và mẹ cùng sống một cuộc sống rất giàu có và hạnh phúc bên nhau. Ngày xưa, có một đôi vợ chồng đã lớn tuổi trong một ngôi nhà cũ. Đôi vợ chồng không có con và cả hai đều cảm thấy vô cùng cô đơn. Em dọn dẹp nhà cửa, sắp xếp đồ vật và làm thức ăn. Còn anh thường chăm sóc cây và hoa trong vườn. Nhưng một khi kết thúc công việc và màn đêm buông xuống, nếu có người khác nói chuyện với chúng ta thì có tuyệt hơn không? Thay vào đó chúng ta lại đi ngủ ngay sau khi ăn. Em cảm thấy cô đơn quá. Em nói rất đúng đó. Như thể thời gian đứng yên vậy. Chúng ta phải tìm cái gì đó để làm để có thể quên đi nỗi buồn. Em thấy sao? Đúng đó anh. Chúng ta phải suy nghĩ thôi. Cũng đã lâu lắm rồi em chưa làm bánh quy đó nha. Anh thật sự thèm ăn bánh quy trong mấy tuần rồi. Ý kiến hay đó. Hôm nay em sẽ nướng một loại bánh quy mới. Loại khác sao? Làm sao vậy? Anh rất tò mò. Khi em làm xong, chúng ta có thể ngồi trong vườn cùng nhau uống trà và ăn bánh quy. Bà lão đi vào trong bếp. Bà đi lấy bột, đường và dầu mà bà cần để nướng bánh quy. Bà lấy thêm một ít gừng từ lọ gừng mà bà ấy để trên kệ bếp. Rồi sau khi bà nhào trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau, bà bắt đầu làm bánh quy. Gừng rất tốt cho anh ấy, làm ấm cơ thể. Mình thêm một ít vào. Bà dò thành những viên bột nhỏ và đặt trên khay. Cuối cùng, bà làm một cái bánh quy lớn có hình người, đặt lên trên khay nướng và đặt khay vào lò nướng. Trong khi đang nướng bánh, người vợ nghĩ: Khi cái bánh hình người này nướng xong, mình sẽ cho chồng xem và làm anh ấy ngạc nhiên. Sau đó, trong lúc uống trà thì có thể để cái bánh trên một chiếc ghế trống và trò chuyện. Bà đeo găng tay vào và lấy ra cái bánh hình người từ lò nướng ra. Bà hạnh phúc khi nhìn vào thành quả của mình. Nó thật là đẹp. Nhìn nó không có lông mày, mũi và miệng. Bà lập tức làm mắt của nó bằng nho khô, mũi của nó từ cây phỉ và miệng bằng một chút hạt tiêu ngọt và nhìn nó một cách kinh ngạc. Một khi mình thêm dâu tây làm nút áo sơ mi là sẽ hoàn thành thôi. Giá như nó có thể sống động hơn. Ngay khi bà ấy thêm nút áo vào, điều ước đã thành hiện thực. Cậu bé bánh quy gừng đã nhảy lên giữa cái khay. Ở đây nóng quá, bây giờ phải đi ra vườn thôi. Bà lão nhìn chằm chằm kinh ngạc. Ôi chúa ơi, người đã nghe thấy. Người đã ban cho chúng con một đứa cháu trai tuyệt vời ngọt ngào. Bà chạy thẳng theo cậu bé vào vườn. Nhưng cậu bé bánh quy không có ý định dừng lại. Cậu bé cứ chạy lanh quanh trong khu vườn và cười thật lớn.
cậu bé banh quỳ hiu động quá. Đây sẽ là cháu trai của chúng ta, đừng để cậu ấy trốn thoát, bắt lại. Chồng bà, người cảm thấy bị sốc và cũng bắt đầu đuổi theo cái bánh. Tất nhiên, do cũng đã lớn tuổi nên không thể chạy nhanh như vậy được. Cậu bé bánh quy đã chạy khá xa về phía trước và bà lão không thể nói chuyện với cậu ta. Đừng chạy nữa mà cậu bé bánh quy, chúng tôi không ăn cậu đâu, cậu sẽ là cháu trai của chúng tôi. Khi cậu bé bánh gừng chạy qua một trang trại, một con bò đã nhìn thấy. Mùi thơm quá đi. Tôi muốn ăn cậu. Tôi không ăn cỏ nữa. Tôi sẽ bắt cậu ngay. Mi không có cách nào bắt được ta đâu. Mi cứ ăn cỏ khô đi con bò mập ô ô ô. Cậu là kẻ thô lỗ. Cậu cứ đợi mà xem. Con bò giận dữ chạy nhanh hơn và đuổi theo cái bánh. Cặp vợ chồng già và con bò đang cố gắng theo kịp cái bánh quy. Những người qua đường nhìn chằm chằm và kinh ngạc khi thấy bọn họ đang chạy. Thật là như phim. Ở đó không cần chạy theo đâu. Tôi nhanh hơn các người. Không ai có thể bắt được tôi vì tôi là bằng gừng. Tôi tràn đầy năng lượng. Cậu bé bánh quy đã khiêu khích họ, làm cho họ tức giận. Trong khi đó, con heo phía trước nhìn thấy cả nhóm đang chạy. Sau đó, cậu bé bánh quy hét lên với con heo khi chạy ngang qua. Ê, con heo mập, mi ăn cái gì mà mi mập dữ vậy? Mi có muốn ăn ta không? Ta ngọt lắm đó, ngươi bắt được ta đi, ta cho ngươi ăn nè. Con heo nghe thấy sự xúc phạm này đã rất tức giận và bắt đầu đuổi theo cậu bé bánh quy. Có phải vậy không hả? Lại đây đi cái bánh quy tinh nghịch kia. Cặp vợ chồng già và con bò cũng không bắt được ta. Ngươi nghĩ ngươi bắt được ta sao heo? Mày không thể bắt được ta vì ta là bằng gừng. Ta tràn đầy năng lượng. Vào lúc này, cậu bé bánh quy thực sự rất vui vẻ. Cậu ta quay lại nhìn họ và cười phá lên khiến họ tức giận. Cậu ta nhìn thấy một con gà lười biếng ngồi trên hàng rào. Xin chào, tôi là cậu bé bánh quy. Xin chào, cậu hẳn là rất ngọt ngào bởi vì có một đám người đang đuổi theo cậu. Cô nữa hả, cô gà? Phải, tôi thắc mắc cậu có dị gì. Vậy thì tôi cũng cần cô lắm. Đầu tiên học cách bay đi rồi bắt tôi. Cô chỉ là một con chim không bay được, không thể nào bắt tôi vì tôi làm bằng gừng. Tôi tràn đầy năng lượng. Cậu bé bánh quy tiếp tục chạy và tình cờ gặp một con cừu. Anh bạn, đồ đầu bông ăn cỏ, bắt ta đi. Đến đây, đồ bánh quy thô lỗ. Nếu ta bắt được mi, ta sẽ ăn mi với chỉ một cái ngoạm. Thế gì kêu ba ba, hãy bắt ta đi nè. Đừng có kêu ba ba nữa, bắt ta và ăn ta đi, bắt ta và ăn ta đi. Cậu bé bánh quy đi đến cuối con đường, nghĩa là đã đến bờ sông. Cậu ta biết rằng không thể đi trong nước, nếu không sẽ bị tan chảy. Trong khi cậu ta đang nghĩ kế, thì có một con cáo xuất hiện. Con cáo xảo quyệt đã định lừa cậu ta để có thể ăn cậu ta. Tôi có thể đưa cậu băng qua, hãy leo lên lưng của tôi đi. Đừng có sợ, nhanh lên. Chơi luôn. Cậu bé bánh quy tin tưởng con cáo và nhảy lên lưng nó. Con cáo bắt đầu bơi qua sông. Trong khi đó, nhóm người đang đuổi theo cậu bé bánh quy đã đến bờ sông và quan sát mọi chuyện trong sự kinh ngạc. Có một chiếc thuyền buộc gần đó. Đôi vợ chồng già bắt đầu chèo thuyền và đuổi theo con cáo bơi qua sông. Bà lão biết con cáo định làm gì nên họ cố gắng chèo càng nhanh càng tốt. Chúa ơi, xin ngươi hãy bảo vệ cậu bé bánh quy. Con cáo bắt đầu kế hoạch xảo quyệt của mình.
Anh bạn thân mến ơi, lưng của tôi đang bị đau, vì vậy tôi sẽ chìm lưng xuống dưới nước. Cậu hãy leo lên đầu của tôi để không bị chết đuối. Cậu bé Bánh Quy nhảy lên trên đầu nó và tiếp tục bơi qua sông. Cặp vợ chồng già hét lên: Cẩn thận đó, giữ chặt cẩn đấy. Thận con cáo này đang muốn ăn cậu, đừng đó đừng sợ. Hãy đến với chúng tôi đi. Con cáo nhận ra kế hoạch của mình bị bại lộ, vì vậy nó lắc đầu và cậu bé Bánh Quy bay lên không trung. Con cáo mở miệng ra và đợi cậu bé Bánh Quy đưa vào miệng. Cao quá, cao quá. Nhưng cậu bé Bánh Quy đã nhanh trí và nhảy xuống thuyền. Nhưng cậu ta vẫn sợ đuôi vợ chồng già. Cậu bé Bánh Quy đừng sợ mà, chúng tôi sẽ không bao giờ ăn cậu. Cậu là cháu của chúng tôi, cậu sẽ sống chung với chúng tôi. Bây giờ chúng ta có một cháu trai và có thể trò chuyện hàng đêm rồi, sẽ không còn thấy buồn chán nữa, phải không bà? Ồ, thật hả? Ngay cả khi cháu đã bắt ông bà đuổi theo cháu và đã nói những điều thô lỗ với mọi người sao? Tất nhiên, ai cũng có lúc phạm sai lầm. Điều quan trọng là nhận ra sai lầm của mình và không bao giờ lặp lại. Được rồi, cháu hứa rằng từ giờ cháu sẽ là một cậu bé Bánh Quy rất lịch sự. Trước tiên, cháu sẽ xin lỗi tất cả những con vật mà cháu đã xúc phạm. Họ trở về nhà. Cậu bé Bánh Quy giờ đã an toàn. Họ sống hạnh phúc với nhau mãi mãi. Các bạn ơi, hãy theo dõi kênh Condosan của chúng mình để xem thêm những câu chuyện cổ tích, phim hoạt hình và các bài thơ. Đừng quên ấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo nhé.